Chào các bạn, hôm nay cơ sở tôi sản xuất dao thái. Như con dao này, cơ sở tôi về cái chất liệu của con dao này là cơ sở tôi làm bằng nhíp xe ô tô. Còn về cái trọng lượng của con dao này là 2,5 lạng, dùng để thái. Thì con dao này cơ sở tôi mới được làm xong, bây giờ chuyển sang cái giai đoạn làm nguội. Thì về cái giai đoạn làm nguội thì các bạn hãy theo dõi sau đây nhá. Các bạn mua dao thì hãy gọi Zalo tôi, Zalo tôi để cái phần giới thiệu cái video. Các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi video tiếp theo. Cơ sở tôi làm rất là nhiều mẫu mã dao rất đẹp.
con dao này rất chi là đẹp, chất lượng thì rất tuyệt vời. Rồi con dao này thì về cái chất liệu tôi sở tôi làm bằng mít cho tôi, về cái trọng lượng con dao này là 2 lần rưỡi, thái rất chi là vừa, về chất lượng rất thấp. Đây tôi cần cánh này các bạn xem, quá đẹp. Về cái độ màu của cái lưới này thì kể ra cái thớt mà nó hơi hõm ta thái vẫn cứ được. Đấy, về cái đầu cong rất là đẹp, dao rất tuyệt vời, rất đẹp. Các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo nha. Cơ sở tôi sản xuất rất là nhiều mẫu mã dao rất đẹp. Các bạn mua dao thì hãy gọi Zalo tôi, Zalo tôi để một phần giới thiệu cái video dao rất đẹp. Để cái mẫu mã thì quá là tuyệt vời rồi. Các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo nha. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.